Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cà phê tiêu điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Câu chuyện về kỳ thi, câu chuyện thi cử, câu chuyện của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa mới kết thúc trong ngày hôm qua chắc chắn là câu chuyện tiêu điểm nóng nhất trong những ngày gần đây và là một trong những cái thời gian mà chứng kiến rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc của cả phụ huynh, của cả học sinh. Đúng là nhiều cung bậc cảm xúc thật khi mà chúng ta lướt trên mạng xã hội có thể thấy những cái câu chuyện liên quan đến thi cử. Những bà mẹ mang hình của Jisoo, mang hình của Jungkook đứng trước cổng trường để đợi con. Có những ông bố thì gắn bảng là cố gắng thi tốt đi, bố mẹ sẽ cho tiền đi xem Blackpink. Hoặc là có những ông bố bà mẹ gắn bảng là không sao đâu, chỉ cần con vui thì tất cả mọi thứ đều có thể ổn. Và đối với các học sinh thì cũng như vậy. Đây là một trong những cái giai đoạn quan trọng của đời người, bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và ở tại các cái quốc gia khu vực châu Á thì cái truyền thống này nó vẫn là một trong những cái thứ ăn sâu vào đầu óc của người ta. Như là kỳ thi cao khảo của Trung Quốc, là kỳ thi tốt nghiệp ở tại Hàn Quốc cũng như vậy. Cực kỳ áp lực, cực kỳ căng thẳng. Bởi vì ai cũng mong muốn sẽ có được một cái điểm số tốt và xem như đó là cái tấm giấy thông hành để bước vào những cái trường đại học cao đẳng với cái lựa chọn nghề nghiệp của mình. Và cũng có những học sinh thì có những cái dự định khác như là học nghề hoặc là đi du học hoặc là có thể phát triển bản thân dựa trên những cái năm gap year. Và dù đi thi với cái tâm thế nào thì các em cũng sẽ chính thức khép lại một cái kỳ thi ồn ào sĩ tử, một cái năm học với những cái học kỳ bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu lo toan nhưng mà cũng rất nhiều cảm xúc. Hãy cùng với phóng viên của kênh VTC9 nhìn lại những cái cảm xúc với những cái dấu ấn thăng trần khác nhau sau 2 ngày thi vừa qua, khi các thí sinh cũng đã cuối cùng được trút bỏ những cái gánh nặng, trút bỏ được những cái nỗi thở phào khi mà bắt đầu vượt qua được kỳ thi này. Câu chuyện của nhóm phóng viên kênh VTC9, Thủy Linh và Thanh Tùng ngay sau đây. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương, hạn sử dụng chứng chỉ còn ít nhất tới ngày 27 tháng 6 năm 2023, được miễn và tính điểm 10 môn tiếng Anh. Do có chứng chỉ IELTS hơn 7.0, thí sinh Nguyễn Minh Ngọc kết thúc sớm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngay trong buổi sáng ngày 29 tháng 6 và không phải thi bộ môn tiếng Anh trong buổi chiều cùng ngày. Em hôm nay thi là em thi lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thì trong 3 môn thì lúc nào các bạn cũng sẽ sợ lịch sử nhất, nhưng mà em cảm thấy đề lịch sử hôm nay khá là vừa phải. Em cảm thấy rất hài lòng với bài thi ngày hôm nay. Bản thân con là đã được apply vào các cái trường đại học quốc tế và đã có học bổng rất là cao rồi. Tuy nhiên là cái kỳ thi quốc gia này thì con cũng rất là nỗ lực để mà khẳng định cho mình trong cái việc học của 12 năm vừa qua thì con cũng là học bài và ôn bài là khá là đầy đủ. Rất nhiều thí sinh có những nguyện vọng khác nhau, có những dự định khác nhau đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng tự chung các thí sinh đều tỏ rõ tâm trạng khá thoải mái khi kết thúc những giờ thi căng thẳng. Về môn lý thì em thấy khá là ổn, em làm khá là được nhưng mà em nghĩ là em vẫn chưa làm được hết sức. Còn đâu là hai môn còn lại là em không thi, thế nên là em chỉ làm vừa thôi ạ. Thấy đề lý khá là hay, còn đề sinh thì em chỉ để tốt nghiệp thôi nên là em cũng làm được trên 5. Còn môn hóa thì tầm câu 31 đến câu 32 thì các bạn vẫn có thể đạt được. Nhưng mà đến cái phần bài tập vận dụng cao hơn thì khó hơn cho các bạn ạ. Để đạt được 8 cộng thì cũng khó. Hôm nay làm môn tiếng Anh em làm được bài ạ. Em nghĩ là em được tầm 6 bậc 7 điểm. Kết thúc kỳ thi, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin có 41 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó ngữ văn có 12 thí sinh, toán có 4 thí sinh, khoa học tự nhiên 11 thí sinh, khoa học xã hội 11 thí sinh, ngoại ngữ 3 thí sinh, trong đó 1 thí sinh mang và sử dụng tài liệu vào phòng thi, 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Số cán bộ coi thi dừng thực hiện nhiệm vụ có 6 cán bộ,